Vâng thưa bà con, điều chỉnh đu đủ ra quả quanh năm và thu liên tục nhiều năm, quả là rất đặc biệt phải không ạ? Vâng, nhiều người cho rằng nếu làm như vậy thì năng suất, chất lượng quả sẽ suy giảm. Tuy nhiên, theo anh Trần Văn Dũng, người đã áp dụng cách làm này trong gần chục năm nay cho rằng nếu chăm sóc cây tốt, năng suất chất lượng đu đủ vẫn đảm bảo. Tưới nước cho cây, duy trì ẩm độ đất ổn định. Theo anh Dũng, điều này đặc biệt quan trọng với cây đu đủ, nhất là vào những ngày thời tiết hanh khô, nhiệt độ không khí thấp. Anh cho biết, những ngày khô hanh, lượng nước trong đất bốc hơi lớn, cây bị thiếu hụt nước cho các phản ứng sinh hóa. Do vậy, việc cung cấp nước kịp thời sẽ giúp các hoạt động trao đổi chất trong cây diễn ra thuận lợi. Khi đó, năng suất, chất lượng quả cũng ổn định hơn. Từ cái kinh nghiệm của mình làm vườn, thực ra nói chung là cũng lâu rồi, thì bây giờ mình thấy là luôn luôn phải giữ. Càng vào mùa đông thì mình càng phải giữ độ ẩm, thì nó mới ấm được cái bộ rễ. Nếu không giữ được thì cái bộ rễ nó bị tổn thương, là có nghĩa là nó không phát triển, nó không giữ ấm được, nó chết rét. Nên là bắt buộc phải có độ ẩm thì mới giữ được, thì vào mùa đấy thì nó mới ra hoa ra quả. Đến bây giờ nó mới ra hoa ra quả được như ý trên cây. Để cung cấp nước cho cây, theo anh Dũng, người trồng có thể tưới bằng cách dùng vòi tưới hoặc tưới bằng cách xả nước vào các rãnh giữa các hàng cây. Độ ẩm đất đạt mức 50-70% là đạt yêu cầu. Cái cây 23-25 tuổi này thì thực ra nó cũng không bắt buộc phải là tưới ngay như cái nhiều như cái đoạn cây con. Thực ra nói chung là nó như mình làm rãnh như thế này thì mình sẽ xả vào khoảng độ nửa tháng hoặc 20 hôm. Hoặc cho đến một tháng mình xả vào đấy một lần không, mình tưới qua lên cái là nó giữ được độ ẩm. Màu thì thực ra nó màu hơi thâm thâm này là nó đủ độ ẩm. Nếu mà màu nó trắng bệch ra là nó thiếu độ ẩm. Theo anh Dũng, rễ cây đu đủ có đặc điểm là đâm nhánh ngang mạnh khi gặp điều kiện thuận lợi, nhưng mọc xuống sâu kém. Do đó, để rễ cây phát triển tốt, anh Dũng luôn chú ý xới sáo, vun gốc, tạo cho lớp đất mặt, tơi xốp, dễ thoát nước. Đồng thời mỗi năm 2 lần lại bón phân hữu cơ vào gốc cây. Còn nói chung là cái thời điểm phân chuồng thì thực ra là mình làm theo cái quy trình chẳng hạn về cái đầu năm. Như chẳng hạn thời gian này thì mình tưới qua một lần nước lên trên cái đường phân chuồng để cho nó tơi xốp, cho cái bộ rễ của mình nó phát triển tốt. Thì chỉ cần độ 1 năm 2 lần thôi. Cùng với những biện pháp chăm sóc này, theo anh Dũng, vào những thời điểm nhiệt độ xuống thấp, người trồng có thể thực hiện thêm một số biện pháp như bao quả, tủ gốc. Sau những trận sương muối nên tưới rửa bằng nước sạch lên quả.